Khán giả khi mà theo dõi Bình An diễn thì chắc chắn rồi mọi người ném gạch, ném đá, thậm chí Bình An đã phải lên tiếng rất là nhiều để có thể gọi là bênh mình một chút khi mà hóa thân vào nhân vật đó và có rất là nhiều những cái sự tương tác từ khán giả như vậy. Còn về phía chị Hương thì sao chị nghĩ như thế nào về nhân vật này? Có quá là đáng thương hay là thực sự đáng trách như là trong nội dung phim? Không, thật ra với Quân là một nhân vật rất đời, một nhân vật mà Hương nghĩ rằng ngoài đời thật là như thế. À, mọi người chê em hương không biết mọi người chê an như thế nào nhưng thật ra nếu mà quan sát rất kỹ thì an đã có những tích tắc diễn cực kỳ xuất sắc à, còn khi mà đứng cạnh cẩm khê thì đương nhiên rồi làm sao dám phản ứng bởi vì mình đang cần những thứ mà người phụ nữ này có thể cho mình ừ. và bạn ấy bắt buộc phải đóng trở thành một người đàn ông mình hơi dùng một từ đôi khi là hơi đụt một chút tức là có thể trong đầu an có sự đấu tranh có sự suy nghĩ đấy nhưng mà bạn ấy không thể nói ra được bởi vì cái lòng tham và cái sự tham vọng của bạn ấy về công việc rồi về uh, tiền bạc nó khiến cho bạn ấy trở thành một người đàn ông gọi là mình dùng từ đụt đi họ không ừ. dám thể hiện cái cá tính của mình nhưng cũng có những cái tích tắc ví dụ như là những cái giây phút ví dụ hương sang nhà bạn ấy chẳng hạn thì bạn ấy cũng nói luôn là tôi đã nói với chị là tối người yêu rồi tức là bạn ấy có cái thái độ rõ ràng thì cái nhân vật của an thật ra là một nhân vật rất khó lắm và hương nói thật ra không phải ai cũng làm được mọi người mọi người hay có thể rằng có những cái ý kiến không tốt bởi vì đơn giản là uh, mọi người bị bị uh, gọi là gì nhỉ bị đóng đinh tức là ơi cậu này lại đóng vai cặp kè à ừ rồi là yêu người lớn tuổi à? nhưng nếu mọi người nhớ lại cái phim trước của bạn ấy đóng và cái phim này thì hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. ví dụ như vai trước của của An trong phim phim trước thì là rõ ràng xem bạn ấy hoàn toàn là một cậu bé rất là ngây thơ và bạn ấy bị dụ hoàn toàn, tức là bạn ấy bị gọi là dẫn dắt rồi là gọi mình hay dùng từ là cho nhau cái bánh vẽ thật là to đấy và mình ôi thật ra mình cũng chỉ muốn giúp người yêu mình thôi mà thì mình sẽ làm mọi thứ. thế nhưng mà sang phim này thì hoàn toàn khác, bạn ấy có tham vọng về tiền tham vọng về quyền lực và bạn ấy có một cái tư duy là bạn ấy sẽ gọi là gì sẽ thành công trong công việc nhưng ừ. có thể bạn ấy không đi được bằng bình thường mà bạn ấy sẽ đi bằng con đường khác thì ra đây là hai nhân vật tuy nó là một gọi là mình một dạng vai nhưng nó là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau về màu sắc nhưng khán giả bởi vì phim kia nó cũ lâu quá rồi khán giả không ừ. nhớ cho nên đôi khi khán giả bị gọi là đóng đinh và hơi có những cái thái hơi có những cái nhìn nó không được gọi là thiện cảm lắm chứ thật ra mọi người nên gọi là trân trọng và phải nói thật là với những diễn viên như An ấy bạn ấy cũng đã hy sinh rất là nhiều bởi vì chắc chắn là bạn ấy biết rằng là khi mà bạn đã làm vai này là bạn ấy sẽ bị ném này dạ. bị ném gạch đá rất là nhiều nhưng mà bạn ấy vẫn hy sinh và bạn ấy làm thì mình cũng rất là thương An vì chuyện đấy mình bảo mà... thôi thôi cố lên em chứ thôi có vấn đề gì cứ cố lên giờ <laughs> hai chị em cũng gọi là cũng thỉnh thoảng trên nhau bởi vì bạn ấy cũng thật ra thì nói thế thôi chứ An cũng là một người rất là gọi là có năng lượng tích cực tuy là đôi khi bạn ấy còn trẻ mà với cả là bạn ấy cũng muốn đứng lên để bảo vệ mình cũng như bảo vệ cái gọi là hạnh phúc của bạn ấy nữa Đạ. thì cái việc bạn ấy có phản ứng là đúng hương nghĩ là như vậy bởi vì động đến gia đình mà động đến ừ. người mình yêu mà thì làm gì có chuyện không phản ứng